Chiều 4 tháng 7, ông Trương Sĩ Huynh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, công an địa phương đang vào cuộc điều tra vụ kẻ gian phá dưa hấu của một người dân khiến xôn xao cộng đồng mạng. Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một video clip ghi lại cảnh một cụ ông khoảng 60 đến 70 tuổi đau buồn khóc ngất trên ruộng dưa hấu khi bị kẻ gian phá nát. Hàng trăm người xem clip đã để lại các dòng bình luận bày tỏ bất bình, phẫn nộ với vụ việc. Sau khi xác minh, ông Trương Sĩ Huynh cho biết người trong video clip chính là ông Phan Văn Tôn, 66 tuổi, trú thôn 2, xã Diễn Kỷ. Theo tường thuật của ông Tôn, đầu giờ chiều 3 tháng 7, khi ông ra thăm ruộng dưa thì phát hiện dưa bị đập phá nát hết quả, bị vứt tung tóe cả lên. Số dưa đều đang trong thời kỳ chuẩn bị thu hoạch, ước tính khoảng 250 kg. Gia đình ông Tôn thuộc hộ cận nghèo và hoàn toàn sống phụ thuộc vào nghề nông, nên khi bị kẻ gian phá nát ruộng dưa đã khiến ông vô cùng khủng đốn.